Chào đón các bác, mời các bác đến tiếp tục với lại clip tiếp theo. Clip này em tiếp tục giới thiệu đến cho quý vị một số mã loa. Và một trong những dòng loa em giới thiệu cho quý vị là, quý vị yên tâm đi, giá rẻ rẻ không thể rẻ được nữa. Đây, vẫn đang bóc đóng loa âm ly cho khách nhé. Đóng kê. Nên các bác yên tâm. Giờ thì giới thiệu loa đã xong, sẽ giới thiệu âm ly sau. Đấy. Đang chuẩn bị lên sàn cho các bác. Sau đây em giới thiệu cho quý vị lô này vừa giới thiệu đến đôi này rồi. Mời quý vị đến với tiếp tục với đôi loa Fisher. Đây là đôi loa Fisher. Được chưa? Một trong những dòng loa cổ Fisher thì quý vị đã nghe thấy rồi, nhiều rồi, nổi tiếng. Đây. Đây là đôi loa Fisher XP60K. Fisher XP60K. Được chưa? Dòng loa cổ. Đấy. Được không? Được. Đấy. Quý vị nhìn rồi. Được chưa? Báo giá luôn. Đôi loa này có giá là 5,9 triệu. 5,9 triệu. Các bác cách đây khoảng độ 2 tuần các bác thấy em đăng cái đợt có 8 đôi loa KRH đấy. Đây, Fisher này đấy, dòng loa Fisher này nó làm bát với cái loa y như kiểu KRH luôn, loa cổ. Các bác thấy rồi nhé, các bác đã được nghe loa KRH rồi, con này thế thôi. Đây là những dòng loa thiết kế thủ công nhé, màng giấy. Gân lõm, gân vải tẩm dầu như gân lõm. Những đôi loa này đây bát 25. Cho chất âm cực kỳ là mềm và hay. Không giới thiệu nhiều nữa. Dòng này là Fisher rồi KRH rồi là AR. Một số dòng loa của Mỹ này được thiết kế bằng thủ công bằng tay. Chất âm chất bát rất tốt. Nó rất là đều giảm. Những con bát 20 nó đã quá hay thì không nói bát 25. Này, quý vị nhìn tất cả. Làm vô nhé. Có Fisher này có giá là 5,9 triệu rồi. Sau đây mời quý vị đến đây em đo kích thước cho quý vị. Kích thước. Em đo kích thước cho quý vị. Luôn. Bởi vì tại sao là đôi kích kia, tại sao lại đôi này hàng nó chất lượng như thế này mà lại có 5,9 triệu? Bởi vì là con này nó thiếu ây căng các bạn. Con này nó đánh thì quá là hay rồi, cực kỳ là hay, nhưng mà nó do nó thiếu ây căng. Giá 5,9 triệu, chứ nó mà có y căng nó phải 7-8 triệu, 7 triệu mấy, 8 triệu, vì nó bát 25 mà, bát 25, được chưa? 25. Đấy, 5,9 triệu. Cái y căng này nó rất là đơn giản thôi. Y căng với nó thì về các bác chỉ qua bác thợ mộc nhé. Qua thợ mộc, các bác đóng lấy một cái khung vuông xung quanh này này, khung vuông. Sau nẹp một lớp vải và dán cái dán như kiểu dán dép của mình vào đây là xong. Là nó cũng đơn giản thôi. Nhưng mà để có thời gian để đi làm, bọn em thì không sửa chữa, không làm gì nên nó rất mất thời gian. Nên là những cái này các bác nào về chơi có điều kiện các bác làm hộ em nhé, chứ em không có thời gian. Đấy. Nó có thời gian thì em làm đây này, nó như kiểu đôi này này. Đấy, đây này đấy. Về các bác ra thợ mộc, các bác thuê, các bác đóng một cái khung như này chắc nó chỉ mất đến 50.000 cái khung này thôi, hai khung này thôi, 50.000. xong về bắn cái dán này vào, một lượt dán vào đây, một lượt vào đây, là các bác dán vào, căng vải vào xong. Và căng vải thì bây giờ nó rất là tiện, cái căng vải. Các bác mua vải bác căng và nó có súng bắn ghim, bắn lan đấy. Các bác ghim đều xung quanh, căng nữa bác ghim đều xung quanh bốn góc, ghim đều xong san đều là xong. Nó như mọi bên em thì em không có thời gian nhé. Đấy, giá 5,9 triệu. Còn bác về bác căng cái tấm cái lưới cái căng này vào, bác đỡ được cả triệu, 2 triệu. Đấy. Em đo kích thước cho quý vị nhé. Chiều cao đôi loa Fisher này chiều cao 58. Chiều ngang 33. Chiều sâu 25,5. 5,5. 25,5. Chiều sâu là 25,5. Tiếp tục sang với lại dãy bên này. Đây. Đến với lại đôi loa tiếp theo. Đây là đôi loa Ranger thiết kế với lại một bát. Một tép lỗ thông hơi đây. Con Ranger để đánh bát, đánh chất âm rất là hay. Ê căng còn đầy đủ. Ranger. Ranger. Ê căng còn đầy đủ.
đôi loa Ranger này chiều cao nó phải 38 phần ấy. Mình cáo luôn nhá. Mình đo chi tiết quý vị. Báo giá luôn, giá 2.950.000. 2.950.000 nhá. Giá 2.950.000. Đôi loa Ranger này. Đôi này có chiều cao là 35 phân. Úi già, cũng không thấp đâu, 35 phân. Chiều ngang 23 phân, 23,5. Chiều sâu cả e căng, chiều sâu cả e căng là 20 phân. Giá 2.950.000. Tiếp tục sang đến đôi loa này, đôi loa tiếp theo đây nữa. Đấy. Quý vị nhìn con tép quý vị biết này. Mỹ cổ luôn nhá, mỹ nòi luôn nhá. Mỹ nòi luôn. Để xem phải mỹ không quay đã. Nó nặng lắm, nặng trịch luôn này. Quý vị nhìn chất gỗ. Lỗ thông hơi phía sau nhá. Đây lỗ thông hơi được mút đấy, nút nút bằng đấy. Đây là đôi loa mỹ nòi này. Dòng mỹ nòi rồi. Nhìn này là biết mỹ nòi. Bởi vì tại sao lại biết mỹ nòi? Bởi vì quý vị nhìn cái núm loa này. Đấy, em cứ nhìn em bán em mới nhiều. Nhìn núm là em biết. Mỹ nòi. Con này tép đom. Có giá là 2.950.000. Con này thiếu e căng. Con này mà có e căng nó phải 4 triệu và 4 triệu trở lên. Vì con này chất rất là hay. Em đánh thử. Loa bé như gọn như này nhưng mà nặng trịch. Nặng trịch luôn. Đấy. 2.950.000. Đôi loa này là dòng loa Mỹ, dòng Bookseal. Chưa mở đâu, chắc chắn là Mỹ, Mỹ hoặc châu Âu đấy chắc chắn, bởi vì đây. Quý vị nhìn cái núm loa này, tất cả dòng loa Mỹ như loa vần đều như nhau hết. 2.950.000. Mời quý vị sang tiếp với lại đôi loa Marzahn. Được chưa? Dòng loa Marzahn, thương hiệu nổi tiếng Marzahn 4MK2. Vị nhớ nhá, mã này này, Marzahn 4MK2. Được chưa? Con này có e căng đầy đủ. Màng giấy, màng giấy bát 20, gân gân mút, màng giấy gân cao su, màng giấy gân cao su Marzahn. Giá 4.500.000. Tóm lại là mức giá rẻ như loa Bookseal luôn. Mà loa này không phải loa Bookseal đâu nhé. Loa rất là to. Không phải Bookseal đâu quý vị. Em quay phía sau cho quý vị đây. Đây là xốp này. Lau đi hết luôn. Xốp với băng dính dán về. Đây là đôi loa Marzahn model 4MK2. Được chưa? Trở kháng 8 ohm. Đây. Xin nhìn USA. Chưa? Đấy. Quý vị đọc kỹ hội em. Yeah. Giá 4.500.000 thì nó quá là bèo rồi, không nói gì nữa, em chỉ nói thế thôi. Bác nào lấy được alo nó nhanh. 4.500.000. Em đo chiều cao của loa cho kích thước cho này. Kích thước chiều cao của loa là chiều cao là 48,5. Chiều sâu, chiều sâu cả loa cả e căng là 22 chiều sâu. Chiều ngang, em đo chiều ngang cho này. Chiều ngang của loa là 28,8 chiều ngang. Đó, có giá là 4.500.000 đô la Marzahn này. Sang tiếp tục đến với lại đô loa Jamo 702. Con này có chỉnh độ nhạy này, dB này, được chưa? Chỉnh rồi này, đấy, volume này. Có đây là bóng báo này. Ông báo này. Cái đấy mỗi người đi đóng một thùng đi. Cái này. Đây nhá. Cái gì này? Đây là con Jamo. Màng giấy. Màng giấy này, gân mút. Màng giấy gân mút. Bát 22. Trung giấy tép đom. Đây là một lớp nỉ. Ghi một lớp nỉ. Con này là Jamo 702. Được chưa? Con này có giá là 4.950.000. Sẽ đem đo kích thước cho các bác. Về chiều cao 53,5. Chiều sâu 27. Chiều ngang 26,5. 26,5.
hoa 16,5. Và tiếp tục nữa đến với lại đôi loa. Mời các bác đến với lại đôi loa Panadim. Đây là đôi loa Panadim. Để xem một loa nữa đâu rồi. Xếp đâu rồi? Xếp lung tung hết. Bác không cảm đó. Nhìn nhìn em đây. Nào Panadim xếp đằng sau này. Ôi đôi Panadim đấy bà. Đôi Panadim này. Để em quay một con kia đẹp y như con này mà. Đây. Đôi Panadim này. Con này dòng Titan nhé. Panadim Titan. Made in Canada. In Canada. Đấy, in Canada. Đi Titan. Con này thì em xem không biết là anh em nó bê nó xếp kiểu gì mà không thấy loa đâu. Bó tay. Em xem luôn. Chịu rồi. Thôi, con đấy tạm dừng. Bỏ đấy à. Sang tiếp với lại đây, còn đôi loa này nữa. Đôi loa này hôm trước bác nào đặt thì alo hộ em nhé, bởi vì là khách báo đặt cọc rồi nhưng chưa đặt được cọc, chưa nổ cọc em gửi. À đây là đôi loa Wattfather nhá, Wattfather này. Wattfather này, được chưa? Wattfather. Màng ke van luôn, kép đom. Được chưa? Giá 3,9 triệu, em báo giá hôm trước rồi. 3,9 triệu. Đây. Đây là con Wattfather Diamond 8.1. Công suất 100W, trở kháng 6 ohm, hàng England. Hai cầu luôn. Giá 3,9 triệu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.